Hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong series về Dragon Lord. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh em thêm một True Dragon Lord xịn sò. Tuy rằng chưa được xuất hiện trong chính truyện nhưng vị True Dragon Lord này lại được khá nhiều fan Overlord quan tâm. Nói đến đây thì anh em có đoán đó là ai không nào? Vâng, đó chính là Elder Coffin Dragon Lord. Elder Coffin Dragon Lord tên thật là Cure Elim Los Mava. Ông là một trong những True Dragon Lord mạnh nhất còn tồn tại sau thời Bát Dục Vương. Trước khi trở thành một Andes Dragon Lord, Cure Elim từng sở hữu một danh hiệu Dragon Lord khác, tuy nhiên danh hiệu đó đã trở nên vô nghĩa vì một lý do nào đó. Điều này được chứng minh khi hiệu ứng tự động phiên dịch tại tân giới không thể dịch cái tên đó cho Suzuki Satoru nghe. Có lẽ Cure Elim đã biết chuyện này nên ông đã dùng danh hiệu khác là Elder Coffin Dragon Lord. Elder Coffin Dragon Lord chưa được xuất hiện chính thức trong mạch truyện chính mà chỉ được nhắc thoáng qua trong cuộc trò chuyện của Jesse cùng đội trưởng Hắc Thánh Kinh về nguồn gốc của Shaltear. Bù lại, trong ngoại truyện Công chúa Vampire của đất nước bị lãng quên, ông được xuất hiện rất nhiều. Phần ngoại truyện này cũng bật mí khá thông tin về Dragon Lord cũng như player, vì nội dung trong video hôm nay chủ yếu lấy từ Công chúa Vampire của đất nước bị lãng quên, nên anh em nào chưa đọc ngoại truyện này mà không muốn bị spoil thì hãy cân nhắc. Nếu không còn vấn đề gì nữa, ngay bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về vị Dragon Lord này nhé. Về ngoại hình, Cure Elim sử dụng đến hai dạng. Hình dạng thật của ông là một con rồng Undead bạch tạng. Hình dạng này được kết hợp giữa rồng phương Đông và phương Tây với cơ thể rất dài cùng đôi mắt đỏ ngầu để giận dữ. Tuy nhiên phần đầu, phần đuôi và cổ lại tương tự loài rắn, còn phần thân thì hơi phình ra giống động vật săn mồi. Đặc biệt chân dạng của ông còn có đôi cánh rơi vĩ đại. Nghe ngầu là thế nhưng Cure Elim ít khi xuất hiện với hình dạng này mà sử dụng một hình dạng khác to lớn hơn nhiều. Khi ở dạng này, ông sẽ bao bọc cơ thể bằng 1.200.000 Urinicker. Từ sau tôi sẽ gọi là Undead thôi, kẻo như ông lại bảo tôi racist. Bình thường khi không hoạt động, các Undead bao quanh ông tạo thành một khối cầu khổng lồ mà Ents gọi là Big Ball of Undead. Khi vào trạng thái chiến đấu, quả cầu biến thành hình dạng tương tự chân thể của ông, nhưng to lớn hơn. Ents cho rằng nó dài ít nhất 150 m từ đầu đến chân. Được biết trong thế giới Yggdrasil không có gì to đến như vậy. Dù chỉ khác ở chỗ to hơn, nhưng phải nói là cơ thể thật của ông duyên dáng hơn nhiều so với cơ thể xấu xí và sần sùi, được cấu tạo từ đủ loại Undead này. Về tính cách, Cure Elim cực kỳ căm ghét player và Tier Magic. Nguyên nhân bắt đầu từ những việc player đã làm trong quá khứ đối với các Dragon Lord cũng như Tier Magic player khiến War Magic bị ô nhiễm. Trong trận chiến với Suzuki Satoru, ông liên tục gọi anh là rác rưởi của Hoàng đế rồng, ý chỉ tất cả player. Thậm chí ông còn tỏ ra khinh thường đối với player và những kẻ ông xem là yếu đuối. Bằng chứng dù là một True Dragon Lord có thể sử dụng Tier Magic nhưng chỉ đến thời khắc thập tử nhất sinh, ông mới dùng đến. Trong quá khứ, Cure Elim tự nhận mình là một kẻ hèn nhát. Ông đã trốn chạy và né tránh các cuộc chiến với player, ví dụ Bát Dục Vương. Đây có thể là lý do Cure Elim luôn khao khát sức mạnh. Và việc tự biến mình thành một Undead nằm trong mục đích đó của ông. Sau khi biến thành Undead, Cure Elim không còn cảm giác yếu đuối như trước nhờ tác dụng phụ của chủng tộc này. Từ lúc đó ông đã thề sẽ tiêu diệt tất cả player. Cure Elim cực kỳ tự hào về sức mạnh lẫn danh hiệu Dragon Lord của mình. Và cũng vì lý do này mà ông trở nên rất kiêu ngạo. Ông có sở thích chế giễu khinh thường với những người yếu hơn. Thỉnh thoảng, ông còn xem họ là đối tượng để thử nghiệm sức mạnh. Tuy nhiên, Cure Elim chỉ có thể phô diễn sức mạnh của mình trước các sinh vật tại tân thế giới, còn với những đối thủ như Ents thì lại là câu chuyện khác. 500 năm trước, ông chọn tránh đối đầu với Bát Dục Vương, những kẻ ông cho là có sức mạnh vượt trội so với mình. Nhưng 300 năm sau, ông đã cùng 5 True Dragon Lord khác thành lập một liên minh để chống lại các làn sóng dịch chuyển player trong tương lai. Trong thời gian đó, ông đã biến đổi bản thân và chuẩn bị một ma pháp cực mạnh mà ông cho là đủ để đối đầu với một player. Nhưng thời khắc cuối cùng, ông đã cay đắng khi nhận ra dù là người hy sinh, đánh đổi và cố gắng nhiều nhất trong liên minh nhưng vẫn phải chịu một cái kết bi thảm. Cure Elim là thủ phạm trong vụ 4 quốc gia sụp đổ, trong đó có Inveria, đất nước của Evil Eye hay Kano và liên minh Aina Miscegenation. Nhưng dù đã chuẩn bị rất kỹ, Cure Elim vẫn bị Ents tiêu diệt, không hẳn là vì ông yếu mà là vì ông đã khinh địch, coi thường Tier Magic và thiếu hiểu biết. Các cụ bảo rồi, đừng chết vì thiếu hiểu biết. Đó là ở ngoại truyện, còn ở chính truyện chưa rõ Cure Elim còn sống hay đã chết. Tác giả cho biết nếu ông sống thêm 200 năm so với mốc thời gian trong ngoại truyện thì ông sẽ mạnh hơn rất nhiều. Còn nếu ông đã chết thì kẻ gây ra cái chết của ông cũng không phải dạng vừa, đến cả Ents cũng phải dè chừng. Nghe tôi kể nãy giờ không biết có ông nào tò mò về sức mạnh của vị Dragon Lord này không nhỉ? Có hay không thì tôi cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết nhất để anh em hiểu thêm về nhân vật này. Cure Elim được xác định là có sức mạnh nằm ở level 95. Nếu anh em nghĩ level 95 nhỏ hơn 100 nên thua Ents thì đúng là các ông nhầm to. Tác giả đã xác nhận vì là chủng tộc xịn nên sức mạnh thật sự của ông không hề giống những người thuộc level 95 khác. Có nghĩa là sự chênh lệch level đó không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả trận đấu. Dù mạnh như vậy nhưng khá đen cho Cure Elim khi đã đắc tội với Sugar Baby Kano của Calcium Daddy tức Ents. Còn đen đến đâu thì hồi sau tôi sẽ phân tích rõ cho anh em. Giờ tôi sẽ liệt kê các class của Cure Elim để anh em dễ hình dung hơn. Nhưng trước đó anh em cần nhớ các monster level của Dragon Lord gồm 50 level và Cure Elim cũng như vậy. Cụ thể như sau. Thứ nhất là Dragonling với 10 level, thứ hai là Young với 10 level, thứ ba là Adult với 10 level, thứ tư là Old cũng với 10 level. Tiếp theo là Elder với 5 level và thứ sáu là Ancient với 5 level. Và Cure Elim đặc biệt có thêm class True Vampire Dragon với một level, là một True Vampire nhưng lại là class của tân giới và chỉ ở level 1 nên có thể sức mạnh liên quan đến Vampire của Cure Elim không mạnh như Shaltear. Nhưng em biết đấy, bất kỳ sinh vật nào hóa Vampire đều được tăng cường một lượng lớn sức mạnh. Chưa kể, đây lại còn là True Vampire và trùng rồng nữa, nghe đã thấy ngầu rồi. Đó là các Monster Level, còn về các Job Class của Cure Elim bao gồm: thứ nhất là Primitive Caster với 10 level, thứ hai là World Connector với 9 level, thứ ba là Overt Dragon với 10 level, thứ tư là Soul Blasphemer với 7 level, tiếp theo là Dragon Necromancer với 7 level và cuối cùng là Sorcerer với 1 level. Nếu anh em nào đã xem video về Platinum Dragon Lord thì sẽ thấy Cure Elim có 3,5 class giống ông ấy, chỉ khác ở Soul Blasphemer hay trong tiếng Việt là kẻ báng bổ linh hồn. Class này xuất hiện có lẽ là do ông đã tự biến mình thành một Undead. Theo nhiều thông tin đáng tin cậy, class Dragon Necromancer có thể là class Cure Elim có được sau khi hóa Undead. Đây cũng là class giúp ông trở thành một True Dragon Lord đặc biệt. Ngoài ra anh em còn cần chú ý đến Sorcerer. Sorcerer là một class của tân giới, hiện chỉ có Cure Elim, Evil Eye và Kano sở hữu class này. Quay trở lại với Cure Elim, việc sở hữu một cơ thể Undead giúp Cure Elim bỏ qua một số ràng buộc sinh học như ăn, ngủ, nghỉ, hít thở hay cảm xúc sợ hãi yếu đuối đau đớn giống Ends, nhưng cái nào cũng có hai mặt. Cure Elim sẽ phải chịu thêm một vài bất lợi từ việc khắc hệ của Undead. Dù không phải là một chiến binh nhưng sức mạnh vật lý của Cure Elim vẫn rất lớn nhờ vào chủng tộc mạnh mẽ cùng cơ thể Undead khổng lồ. Tuy nhiên, sức mạnh chính của Cure Elim vẫn là ma pháp. Như tôi đã đề cập lúc nãy, vì có thể sử dụng Wild Magic nên ông đã được xếp vào hàng True Dragon Lord. Thông thường, các True Dragon Lord phải sử dụng linh hồn của sinh vật sống và bản thân để thi triển Wild Magic. Nhưng Cure Elim không thể làm được vì là một Undead Dragon Lord. Để bù đắp cho bất lợi này, ông đã dùng linh hồn của nạn nhân bị ông hấp thụ từ trước để thực hiện. Mỗi khi thi triển Wild Magic, ông sẽ tiêu hao một lượng linh hồn và số linh hồn đó sẽ không hồi phục trở lại. Khi sử dụng hết lượng linh hồn tích trữ, Cure Elim sẽ trở thành một con rồng Undead vô tri mất não, vì vậy ông luôn giữ một lượng linh hồn để duy trì tâm trí. Khi chiến đấu, các Undead bị Cure Elim điều khiển sẽ bao quanh ông như một bộ giáp. Còn trong trạng thái bình thường, những Undead này cũng bao quanh như dưới dạng một quả cầu mà Ends gọi là Big Ball Undead. Khi di chuyển, chúng sẽ chuyển động để thay đổi hình dạng thành một phiên bản khổng lồ, mô phỏng theo bản thể của Cure Elim. Cure Elim điều khiển các Undead này rất khéo léo, thậm chí chúng còn có thể giúp ông biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Bộ giáp Undead này linh hoạt trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Khi tấn công, nó có thể thay đổi hình dạng như cánh tay hay xúc tu để bắt giữ và tấn công kẻ địch. Kẻ địch bị tóm vào cơ thể Undead đó sẽ bị các Undead xung quanh tấn công. Còn khi phòng thủ, nếu một phần bên ngoài bị thiệt hại, các Undead từ bên trong sẽ ngay lập tức thế vào vị trí đó. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu những ma pháp của vị Dragon Lord này. Khi nhắc đến Cure Elim, tôi tin 90% fan của Overlord sẽ nghĩ ngay đến các ma pháp thuộc Wild Magic. Nổi bật nhất trong những ma pháp thuộc Wild Magic của Cure Elim là Soul Breaker Breath, hay còn biết đến với cái tên hơi thở phá hủy linh hồn. Soul Breaker Breath là ma pháp tối thượng do chính Cure Elim sáng tạo ra bằng cách giải phóng hàng vạn linh hồn được ông tích lũy qua nhiều thế kỷ. Ngay cả Ains khi chứng kiến sức mạnh của Soul Breaker Breath cũng phải bất ngờ và ấn tượng. Ains đánh giá độ hủy diệt của ma pháp này có thể tương đương với War Item Longinus. Được biết, chỉ có 5 ma pháp khác thuộc Wild Magic có thể sánh ngang với nó, và đây cũng là ma pháp độc ác nhất. Khỏi nói cho anh em cũng biết Cure Elim cực kỳ tự hào về nó rồi nhở. Khi sử dụng, Cure Elim bắn ra một tia năng lượng màu đen từ miệng, bất kỳ sinh vật nào chạm phải nó sẽ bị tiêu diệt. Anh em lưu ý là Soul Breaker Breath có thể hạ mục tiêu nhanh chóng không phải nhờ có lượng sát thương cực lớn, mà vì nó tấn công thẳng vào linh hồn và xóa sổ mục tiêu. Mấy ông có thể liên tưởng đến kiểu ấn nút Shift Delete Enter rồi boom, biến mất luôn. Khi bị Soul Breaker Breath tấn công, mục tiêu sẽ không thể hồi sinh theo cách thông thường vì linh hồn đã bị tiêu diệt. Ma pháp này có đến 2 điểm mạnh mà tôi đoán bất cứ ai cũng muốn sở hữu. Đầu tiên là nó mạnh vãi bíp, mạnh đến mức vô lý, mất cân bằng, phá game, out meta. Thứ hai là nó có thể sử dụng liên tục không có thời gian hồi chiều. Vì vậy càng nhiều linh hồn thì khè càng nhiều lần, đã bá lại càng thêm bá. Càng nói càng thấy tác giả buff hơi quá tay nhỉ. Như nói vậy thì oan cho tác giả quá, bởi ma pháp này không phải có 1 mà đến tận 3 điểm yếu chết người. Thứ nhất, nó không có tác dụng với người sở hữu Wild Magic, tức True Dragon Lord và người sở hữu War Item. Thứ hai, Soul Breaker Breath cần rất nhiều linh hồn và với lượng linh hồn Cure Elim sở hữu chỉ cho phép ông sử dụng tối đa 3 lần, sau lần thứ 3 ông sẽ mất đi tâm trí. Bên cạnh đó, chưa rõ ma pháp này có giới hạn gì đối với mục tiêu bị ảnh hưởng không, ví dụ chủng tộc hoặc level, vì số lần dùng quá hạn chế không test bừa bãi được. Điểm yếu cuối cùng, vì đòn tấn công là một tia năng lượng bắn ra từ miệng Cure Elim nên ông cần di chuyển để nhắm bắn mục tiêu, bởi nếu mục tiêu đủ nhanh hoặc có dịch chuyển tức thời thì có thể né đòn. Tiếp theo là ma pháp World Warping Wall, hay còn được gọi là rào chắn ngăn dịch chuyển cấp thế giới. Ma pháp này tạo ra một rào chắn ngăn cản ma pháp dịch chuyển tức thời từ bên trong ra bên ngoài và ngược lại. Người bên trong vẫn có thể dùng ma pháp dịch chuyển miễn điểm đầu và điểm cuối dịch chuyển nằm trong rào chắn. Tuy nhiên, World Warping Wall chỉ có thể ngăn ma pháp dịch chuyển, còn việc đi lại ở rìa rào chắn sẽ không bị ảnh hưởng. Nói dễ hiểu hơn là nếu anh em muốn thoát khỏi rào chắn, chỉ cần dịch chuyển đến rìa rồi bước ra ngoài. Rào chắn do ma pháp này tạo ra có thể mở rộng nhưng người sử dụng sẽ tốn thêm năng lượng. Đây được xem là phiên bản kém hơn nếu so với rào chắn của Platinum Dragon Lord khi buộc phải có War Item mới có thể đi qua được. Ma pháp thứ ba nằm trong War Magic của Cure Elim là ma pháp giúp cường hóa các bộ phận cơ thể như đuôi, móng, răng để gia tăng sức tấn công. Cuối cùng là một ma pháp không rõ tên giúp Cure Elim biến đổi thành Andes. Đây là ma pháp diện rộng hấp thụ linh hồn của mọi sinh vật trong bán kính khoảng 250 km xung quanh Cure Elim, và đây chính là nguyên nhân gây ra sự diệt vong cho 4 quốc gia xung quanh núi Kethenias. Như tôi đã đề cập lúc nãy, những sinh vật bị lấy mất linh hồn có thể sẽ trở thành Undead vô tri nằm dưới sự điều khiển của Cure Elim. Dù mạnh như thế nhưng có vẻ như ma pháp này chỉ dùng được một lần vì cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thêm sự kiện hóa Undead hàng loạt nào khác tại đại lục. Thêm nữa, nếu được dùng không giới hạn thì chắc chắn Cure Elim đã thực hiện lần 2 rồi. Một thông tin thú vị khác, Evil Eye đã vô tình sao chép và sử dụng ma pháp này để biến thành Vampire thông qua talent của mình. Ông nào để ý thì sẽ thấy Cure Elim đã chuẩn bị rất kỹ cho các đợt dịch chuyển player, bằng chứng là ma pháp Soul Breaker Breath có thể xóa bỏ sự tồn tại của mục tiêu ngay lập tức mà khả năng cao là không thể hồi sinh được. Đây là ma pháp cực kỳ hữu dụng với những đối thủ có thể hồi sinh dễ dàng như player. Ngoài ra còn có ma pháp ngăn ma pháp dịch chuyển, loại ma pháp mà player dùng rất nhiều. Cure Elim thật sự rất ghét player anh em nhỉ. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu những ma pháp thuộc tier Magic hay còn gọi là ma pháp chiêu hồn. Khác với War Magic, các ma pháp thuộc nhóm này không có quá nhiều vì Cure Elim rất ghét tier Magic nên ông đã không tập trung phát triển phần sức mạnh này. Đầu tiên là Undying Flame, tức ngọn lửa bất tử. Đây là loại phép bậc 5 làm nành và móng vuốt của Cure Elim bùng lên một ngọn lửa màu trắng xanh. Nó giúp bổ sung năng lượng tiêu cực và sát thương lửa phục vụ đánh cận chiến. Thứ hai là ma pháp War of Skeleton, hay tiếng Việt gọi là tường xương. War of Skeleton tạo ra một bức tường xương, nó có thể cử động và tấn công trong một phạm vi nhỏ. Ngoài ra, Cure Elim còn sở hữu một kỹ năng mang tên Andes Slip Sight, tên tiếng Việt là tầm nhìn nô lệ Undead. Kỹ năng này giúp ông chia sẻ tầm nhìn với các Undead bị ông thao túng. Tóm lại, Cure Elim là một nhân vật khá thú vị, tuy không đại diện được cho các True Dragon Lord, nhưng qua nhân vật này, ta có thể hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa họ và player. Không biết có ông nào hóng bản anime về trận chiến giữa Cure Elim và Ends không nhỉ? Nếu có thì xin chia buồn, vì trận đấu này sẽ không được tính vào chính truyện nên khả năng cao nó sẽ không được chuyển thể. Tôi biết nhiều anh em nghĩ trận này không có gì hấp dẫn vì Ends đã out trình rồi. Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn thấy đây là một trong những trận chiến hay và đã nhất nên tôi sẽ dành hẳn một video riêng để phân tích. Anh em sẽ thấy rõ sức mạnh giữa một True Dragon Lord và Ends. Tính chiến thuật trong PK được Ends áp dụng cũng như bản mặt hèn hạ của anh ấy. Có hèn thế nào thì anh em cứ bình tĩnh mà chờ trong video tới nhé. Giờ thì xin chào và tạm biệt tất cả mọi người. Hàng mới anh em ơi, móc khóa Ensama và Albedo đã lên kệ theo đúng ý của nhiều anh em inbox yêu cầu nha. Anh em fan Overlord tay đâu, hụt lẹ đi thôi, đợi gì nữa, móc khóa siêu to siêu đẹp, nó cứ phải gọi là chất như nước cất luôn. 2D Tộc shop chất lượng, nhiệt tình, uy tín, chào đón các bạn.